Mày đánh gà đéo ai xem. Đấy, nó chơi nó chỉ như này thôi. Ăn để trở nên xinh đẹp hơn. Nó lại thế thôi. LV6 đấy. LV6 đấy. Quay. Quay cam chết. Giờ gì đó ta lừa chơi rồi, chơi, chơi này nó đơn giản thôi mà. Chỉ ấn 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 này thôi. À, đủ đủ điểm là nó khách từ một thằng con trai. Nó sẽ được những đứa này nó make up dần lên. Đấy. Cần chân tay các kiểu sau giống một đứa con gái. Thôi chơi nào. Thời gian cũng rảnh rỗi sinh nông nổi nhỉ. Ở đâu? Mày thích làm YouTube mày cũng làm được mà. Cái gì đâu? Mày quay lại các cảnh nướng thịt lợn ấy, người ta chặt thịt lợn quay ấy. Mẹ có thằng mẹ mày cũng mẹ mà mấy trăm nghìn lượt view Việt Nam luôn. Chỉ ghi mẹ có tiêu đề mẹ cái gì thằng thịt lợn quay thôi, Lạng Sơn thôi. Cái món cái đấy đéo hiểu sao mà nó ở Việt Nam mày xem nhiều. Chắc là để thịt lợn quay Lạng Sơn nổi tiếng không? Đơn giản thôi, đó là những tôi thấy là những cái thằng nó sửa xe quay lại clip nó sửa xe hướng dẫn là người sửa xe không là một YouTuber gì đâu. Mình nghĩ nó khó này, nó khó nó dễ này, nó phải dễ làm gì đâu, giống giản dị đúng không? Như ông sở trường của ông là cái gì đấy, thế này này. Ông sở trường là trước bảo mẹ trồng rau à, sở trường á, sở trường đó có sở trường gì, sở trường kiểu dạng như là đấy, hình như sửa chữa này. Kiếm tiền của người tiêu kiếm tiền để đấy nào, lấy tiền nghĩa là thì mẹ sao mình thấy cái con xe to mình lại sợ lái, đéo hiểu hội chứng gì nữa. Lái xe nhỏ đi, khả năng này thuê tài xế thôi, đéo được rồi. Lái xe nhỏ đi, to dần. Một xe nhỏ nhanh rồi, xe nhỏ thì mấy hôm rồi nó có máy có xe rồi. Đây là từ từ khi trời lạnh rồi mẹ thấy xe nhỏ mẹ bà chị mua nhanh vậy đi chứ. Mỗi hôm mới xin nghỉ có nửa ngày để bà đi đặt xe, sau một hai hôm sau bảo đấy chị lấy xe xong rồi đang chờ biển. Thấy thì con gái nhiều cũng nhanh mà ra nó tư vấn một vài câu rồi đổi ngay, con gái nó không biết được một gì đâu. À đâu nó vấn đề đấy, vấn đề là nó có xe nhanh ý. Nhưng một số xe bây giờ mẹ như Mitsubishi Xpander kia bây giờ đặt mẹ sang quý 1 2019 mẹ may ra mới có xe. Tết mẹ đi Tết thì không. Chủ yếu đi mùa ô tô đi mùa đông rồi này. Nhưng có Xpander cũng ngon. 7 chỗ nhìn đẹp hết. Mà có bao giờ đi full 7 người đéo đâu, giá cả phải chăng đéo bao giờ luôn thì mẹ những con đấy thường đường đi đéo chỉ 5 người, còn 7 người trừ khi có chương trình 4-5 người gia đình đi cũng đéo 4 người thế thôi, chỉ được còn hơn 5 người buồn xe hai 7 lít hơn thế là bản cũng nhiều bản đấy. À. Thật ra chính là mẹ thằng nào đi được bản đi xe sàn ấy, đi xe đấy mới sướng. Đi từ nó đi số sàn nó khỏe, nó kiểu như nó về được số ấy. Khi mà cần đi điều vượt xe khác ấy, nó về số đi ấy.
ví dụ mày muốn vượt xe nào nó về số một cái đúng không, đi vì động cơ nó vốn dĩ nó đã, từ đầu nó đã yếu rồi, cho nên là đi số sàn nó về được mã lực bốc hơn. Đi tự động thì đi tự động con đấy đi tự động chỉ sợ là đi về mà lúc nó đủ tải và đi lên đi về mẹ Bình Gia Bắc Sơn ấy thì mẹ lên núi ấy úi trời thì thẻ tự nhiên nó phanh nó ra được thế nó tính hết rồi, nó ra được nó thì nó tính đủ bài rồi. Có gì? Năm chỗ con mấy con ở đây em đi 10 á? Đi 10 hay kia? I10 nó là mẹ mà top của dòng A rồi. Bây giờ nhiều, bây giờ mẹ dòng xe cỡ nhỏ nhiều. Suzuki có nhá. Con Suzuki thì có Celerio này. Toyota cũng có rồi. Toyota có Wigo nhá. Kia Morning này, I10 này. Nhiều Mitsubishi cũng có, nói chung là cái dòng hạng A nhiều. Hay là Chevrolet này cũng có này. Chevrolet là rẻ nhất luôn. I10 là đứng tốt rồi, tốt của hạng A rồi. Kia nhìn con Kia mình rất thích đuôi nó nhé. Đuôi đẹp. Cái đuôi mũi tên này. Kia Morning đẹp. Kia Morning á. Kia Morning cái đầu nó không, cái lưới bắn hít cũng đẹp lắm. Này, không đẹp bằng I10. I10 rộng hơn. I10 rộng hơn. Chia. I10 đi cho. Mua mẹ I10 đi. Tiết kiệm. Nói chung là tiết kiệm. Tầm con béo. I10 bản full 400 hơn. Bản full nó là 450. Bản không full thì nó rẻ hơn. Ông full thì đi tất cả các biển tiếp vào rồi là 430. Như là mùa đông mưa hai mùa đấy, nắng thì đâu ăn thua. Dạ yeah. Xong lên lẹp vào rồi, cái thằng kia cười nó tắm lâu đấy, cái thằng lên lẹp này à, nó không ok con cháu mày à? Cái gì biết đéo được nó. Bình thường nó thích cái là thằng đấy thích cái là nó chơi nhé. Mấy thằng thờ ơi nhở cái hú nó thua. Bắt tím chưa? Bắt 6 về cả. Biết đéo là. À cái mà trên Facebook nó truyền cái trên cả Việt Nam Net lên báo ấy, cái quán nó trước mình đi ấy, là con cháu mày, có vụ ấy, có mày, có phốt không, phốt kiểu giống như ở Toko Thái Nguyên, à lại có phốt đấy à, cái gì, tướng, à ngồi như này, ví dụ mày ngồi như này, ngồi bạn bên cạnh này rồi, khủng khiếp không, khủng khiếp hơn như thế cơ, không được ấy nhỉ. Cái cảm xúc thăng hoa rồi. Thăng hoa cái đéo thì mẹ kia cái bọn kia nó còn đéo không có người. Cái thích rồi. Đây có người nó còn hành sự này chết. Mẹ đi này chẳng lạnh. Mẹ ơi giờ mùa này ông đi cái quần đuôi này tập gym phải khác, người không đi tập gym.
Thì nhớ về là con Dũng này lại mặc áo mưa về. Nhân vật chọn hôm nay tự con trai sở lên xinh đẹp nha đấy. Con trai xinh đẹp không? Đẹp không? Mày đi đạt cứ chơi đấy nhiều xong rồi lại xu thế đúng không? Lại làm một sự...